Thưa quý vị, hiện nay việc đăng các tin giả, tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong dư luận. Tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng vừa mời và làm việc với DHN, sinh năm 1995, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, bà DHN đăng nội dung thông tin "Ôi chợ gặp đình LHB toan thật rồi, nghỉ bán luôn rồi" trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Hồng Nhi. Tuy nhiên, tại thời điểm đó thì chợ gặp đình vẫn còn hoạt động. Nội dung thông tin này hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm, tạo tâm lý hoang mang cho người dân tại địa phương. Qua làm việc, đối tượng đã thừa nhận nội dung thông tin là sai sự thật, không đúng về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ hành vi vi phạm nêu trên, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp quyết định xử phạt bà DHN 7 triệu 500 ngàn đồng. Từ ngày 13 tháng 8 đến nay, fanpage Angela Phương Trinh liên tục đăng tải các bài viết có nội dung giới thiệu về những sản phẩm làm từ dung đất chữa COVID-19. Những thông tin này sau đó gặp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Mặc dù bị chỉ trích nhưng trang cá nhân được cho là của diễn viên Angela Phương Trinh vẫn liên tục tuyên truyền việc dùng dung đất trị COVID-19, giới thiệu link mua hàng. Trong bài "Ca mắc COVID-19 âm tính sau 5 ngày uống địa long", tài khoản Angela Phương Trinh viết, một phụ nữ tên TNN sinh năm 1990 đã chữa khỏi COVID-19, chuyển từ dương tính thành âm tính sau 5 ngày nhờ nuốt dung đất sống và sử dụng thêm dung sấy khô. Để bảo vệ quan điểm của mình, nữ diễn viên còn nêu, hướng dẫn toa thuốc điều trị COVID-19 tại nhà của Sở Y tế TP.HCM, trong đó có dòng lưu ý, có thể dùng phối hợp với các thuốc y học cổ truyền theo hướng dẫn giúp tăng cường sức khỏe. Tài khoản Angela Phương Trinh lập luận rằng địa long là một loại thuốc y học cổ truyền, vì thế có thể dùng điều trị COVID-19. Tuy nhiên đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định dung đất hay các chế phẩm dung đất có thể điều trị COVID-19, cũng chưa có chế phẩm điều trị hay hỗ trợ điều trị COVID-19 nào từ dung đất được Bộ Y tế công nhận, cấp phép.